Ngay sau khi thấy nước có dấu hiệu rút dần, vợ chồng anh Ngọc tranh thủ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, cũng như chủ động vớt rác thải trôi về khu vực thôn để đảm bảo vệ sinh môi trường. Tiện đà nước đang rút ra thì tất cả nhân dân đều chung tay dọn sạch cái sẽ để vệ sinh môi trường trở lại cuộc sống bình thường. Gia đình chị Đường cũng vậy, các thành viên đều tranh thủ dọn rửa trong nhà cho sạch sẽ ngay khi trời tạnh ráo. Trước đó nhà chị và nhiều hộ dân tại thôn 2 đều bị ngập, mực nước cao gần 1 mét. Các tài sản và vật dụng cần thiết đều được kê lên cao để đề phòng ngập úng. Gia đình tôi đã chủ động dọn dẹp và phân loại các loại rác thải khử khuẩn sau mùa lũ phòng chống dịch bệnh. Xã Quảng Châu là một trong những địa phương trên địa bàn thành phố Hưng Yên bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi mưa lũ. Nhiều thôn mực nước dâng cao gây ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Vì vậy, cùng với việc đảm bảo cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết, thì công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân với các biện pháp phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường, xử lý nước, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được đẩy mạnh. Thường xuyên đi cùng với lại hội thiện nguyện của xã, kết hợp cùng với cái tuyên truyền của chúng tôi về cái an toàn thực phẩm và cái vệ sinh môi trường sau khi nước rút. Chúng tôi đã có những đoàn công tác đến từng cơ sở chỉ đạo thực tế phù hợp với điều kiện địa phương. Thứ hai là chúng tôi có công văn chỉ đạo tất cả 10 huyện thị và trạm y tế trong toàn tỉnh để hướng dẫn về cách phòng chống những bệnh truyền nhiễm, duy trì cũng như là hoạt động mạnh cái đội cơ phản ứng nhanh, ứng trực về vật tư, con người, trang thiết bị để phòng chống dịch. Thứ ba là hướng dẫn cụ thể từng loại bệnh cho người dân đã biết được cách xử lý, cách phòng bệnh.